Thưa quý vị, liên quan đến vụ bé gái 21 tháng tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội bị sát hại, cơ quan điều tra cho biết danh tính nghi phạm bắt cóc nạn nhân là Giáp Thị Huyền Trang, 27 tuổi, quê tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Theo cơ quan điều tra, Trang chưa có tiền án tiền sự, được gia đình bé gái thuê về làm giúp việc, đưa đón cháu bé đi học. Vào chiều ngày 19 tháng 9, nghi phạm bắt cóc bé gái rời khu đô thị cao cấp ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy thời điểm trên, Trang mặc áo dài tay màu tím, quần dài, đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt và đi xe máy màu trắng. Theo thông tin ban đầu, đối tượng đòi gia đình đưa 1,5 tỷ đồng, gia đình đã đưa 350 triệu đồng. Đến sáng ngày 20 tháng 9, thi thể bé gái được tìm thấy tại một ao nước ở thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Qua truy vết, lực lượng chức năng xác định đối tượng khi ở trên địa bàn xã Mễ Sở đã ghé vào một tiệm tạp hóa để mua quần áo mới. Hiện có một số thông tin người này đã nhảy sông tự tử, nhưng công an cho biết chưa thể xác minh được việc này.